Sáng nay mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ lớn, nguy cơ lũ trong lũ mọi người. Ở các cái vùng như là ở Quảng An, Quảng Phú, sông Huế, sáng sớm ngày 24 tháng 10 năm 2023, gần hết tháng rồi mọi người ơi, mà lại còn mấy ngày nữa là hết tháng 10 rồi. Tháng 10 đầy giông bão, bão thì cũng có cho thấy lụt là nhiều. Đây cảnh buôn bán chợ búa của bà con, ngày mưa là rau rác, nào là bánh trái ở chợ phía trong chợ An Hòa, cảnh buôn bán của bà con ở bên ngoài. Bữa thế này buôn bán thì cũng khách hứa là bao sáng, là chưa đi chợ mọi người, còn rất là sớm, lúc này khoảng tầm 6:30 sáng, bà con tranh thủ ăn uống xong là bắt đầu đi chợ búa. Mưa lũ là đây đây. Bên cạnh đường mưa không khít. Xu Huế sáng nay, khi cô bác anh chị đang đi trên cái trục đường bên cạnh kinh thành Huế là đường Đạo Bắc mọi người nhé, bờ bắc sông Hương. Cái trong được cái tuyến đường này thì bà con có thể đi ở quốc lộ 1 ở cầu An Hòa chạy vào, có thể là chạy ở trong kinh thành đi ra cầu Bạch Yến, có thể thấy cái con đường này. Đường này thì mình thấy ở đầu kia là có một ngôi chợ An Hòa, đầu này có thêm một ngôi chợ nữa. Ngôi chợ này là hình như là ngôi chợ nó không có lớn lắm mọi người nhé, ngôi chợ kiểu là chợ tạm của bà con. Còn thế mưa nước thì chạy tốc độ cao quá, nước nó văng tí tuế sâu xong lên con đường mùa lũ, nghe mưa nghe lũ. Đây là trường tiểu học số 1 Hương Vinh, sáng sớm bà con đưa đón con đi học. Mưa rất là lớn mọi người nhé, mưa rất là nặng hạt luôn. Vé mưa triền miên. Bây giờ mà còn nghe nào là mưa 10 ngày nữa. Mưa lớn 10 ngày nữa. Hàng quán gửi sáng.
này là mình mới đi ở trên mặt đường các bạn nhé. Còn mà đi ở ở dưới có một chiếc ghe nó nằm kiểu gì vậy mọi người ạ? Cái xe này có một chiếc ghe nó nằm trong ngược đấy hề. Lạ đấy hề. Có chiếc xe nó nằm sáng nay. Đây là cái gì đó? Quán chợ đây. Hoa tươi. Cảnh chợ hoa vào sáng sớm. Sáng nay mưa lớn các bạn, mưa lớn nước đọng chết. Đây là ngôi chợ Bà Dâu mọi người, hoặc là chợ đầu mối, chợ đầu mối xứ Huế. Này, mưa bà con cô bác anh chị đi qua phía bên này là cái cổng chợ đầu mối. Chợ đầu mối xe hàng, chợ hóa, nước ngập đường xá. Cái đoạn là bán ẩm thực sáng.